Wow, đây là khoảng 10 giờ sáng tối, 10 giờ sáng ngày ngày mấy ta? Hôm nay là ngày 21 tháng 10 2014. Ngay đây có cây đẹp quá trời luôn. Rất là đẹp. Wow. Nhìn vậy thì không có thấy ha. À, vậy thì thấy hơn. Cây đẹp quá nè. Cây rất là đẹp. Đang đi thông dịch ở nhà người ta thì ghé ngang thấy cây này đẹp quá cho nên đứng lại chụp hình.